Hãy cảm ơn Chúa vì trong những bài học qua chúng ta nói đến cái sứ mệnh hay là cái khải tượng mà Chúa ban cho hội thánh chúng ta. Chúng ta đã học về khải tượng đem tin mừng đến cho những người chưa biết Chúa tại Nam Florida qua tiến trình chứng đạo G5-2. Và chúng ta có tiến trình gặp gỡ, giao tiếp, giao giống, gặt hái và giáo huấn. Và cái tiến trình này được đặt tên nền tảng gồm hai phần. Đó là sự gõ cửa thiên đàng qua sự cầu nguyện và sự gắn công làm việc, vì biết rằng công khó của chúng ta trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúng ta cũng học biết rằng cái tiến trình này chúng ta không thể thực hiện một mình, mà cần sự hợp tác của tất cả mọi người. Cho nên chúng ta cần tham gia ở trong nhóm tình thân để chúng ta cùng giúp đỡ nhau, khích lệ nhau và cầu nguyện cho nhau trong vấn đề đem tin mừng của Chúa đến cho những người khác. Và chúng ta không thể nào thực hiện điều này nếu không được cái sự cầu thay. Và chúng ta đã nhấn mạnh cái điều đó tuần trước. Và hôm nay chúng ta sẽ học về cái lý do mà chúng ta tôn thờ Chúa và đưa người chưa biết Chúa đến với Chúa để tôn thờ Ngài. Người ta cần tôn thờ Chúa vì Ngài là đấng đáng cho họ tôn thờ. Đơn giản như vậy. Người ta cần tôn thờ Chúa vì Ngài là đấng đáng cho họ tôn thờ. Tại sao chúng ta kính trọng cha mẹ? Vì cha mẹ là đấng đáng cho chúng ta kính trọng. Phải không quý vị? Tại sao chúng ta tôn trọng vị vua của một nước? Tại sao chúng ta là thần dân thì tôn trọng tổng thống của mình? Vì tổng thống là tổng thống. Đơn giản là vậy thôi. Vì Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền chủ tế trên muôn loài vạn vật. Ngài là vua trên muôn vua, là chúa trên muôn chúa. Ngài là đấng tạo hóa, là đấng đã tạo dựng nên quý vị, cho nên Ngài đáng để được quý vị tôn thờ. Vì Đức Chúa Trời là đấng có quyền ban phước và giáng họa, cho nên chúng ta tôn thờ Ngài. Ngài là đấng có quyền để tuyên xưng chúng ta là người công chính hay tuyên bố rằng chúng ta là người tội lỗi, cho nên chúng ta tôn thờ Ngài. Ngài xứng đáng để tôn thờ vì Ngài không những là đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, nhưng mà Ngài là đấng bảo tồn muôn loài vạn vật. Từng hơi thở của quý vị là do Chúa cho. Nếu Chúa rút hơi thở lại thì quý vị sẽ qua đời. Nếu Chúa không ban cho quý vị sự sống từng giây từng phút thì quý vị sẽ không có được sự sống. Cho nên chúng ta biết được Chúa và tôn thờ Ngài. Có nhiều người thì không biết điều đó. Họ không biết rằng họ cần tôn thờ Đức Chúa Trời vì Ngài là Đức Chúa Trời. Có lẽ chúng ta gặp một số thanh thiếu niên nào đó rất là hỗn láo với cha mẹ. Quý vị thấy như vậy, quý vị có bực mình không? Bực mình rồi quý vị không? Nếu mà có cơ hội, mà nếu có thể có quyền, mình có thể nói là em ơi, con ơi, hãy kính trọng cha mẹ. Và thưa quý vị, chúng ta là những người ở trong trời đất này, là do Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta, thì chúng ta phải tôn thờ Ngài. Đó là chuyện phải lẽ, cũng giống như là con cái phải biết kính trọng cha mẹ. Nhưng mà thưa quý vị, mặc dù chúng ta chỉ nhìn vào một phương diện là Chúa là đấng đáng cho chúng ta tôn thờ, chỉ vậy thôi là đủ rồi. Nhưng mà Chúa lại cho chúng ta được hơn cái điều đó nữa, là khi chúng ta tôn thờ Chúa thì chúng ta nhận được cái sự khích lệ, được sự thay đổi, được sự chữa lành và được sự an ủi, nhận được năng lực từ nơi Chúa. Lạ lùng vậy. Chúa hiện diện giữa sự ca ngợi của dân sự Ngài, và khi có Chúa có sự hiện diện thì có được cái sự bình an. Khi có Chúa hiện diện có được tình yêu thương, khi có Chúa hiện diện thì có được niềm hy vọng. Và Chúa hiện diện giữa sự ca ngợi của dân sự của Chúa. Chỉ có chính Chúa là đấng có thể khích lệ, thay đổi đời sống con người, trở nên tốt đẹp hơn, chữa lành khỏi những bệnh tật, ban năng lực, sức sống và ban niềm an ủi khích lệ. Sự thờ phượng Chúa là cái phương tiện để người ta, để giúp cho người ta thấy được sự cao cả và quyền năng của Chúa.
là đấng cầm quyền chủ tể, là đấng yêu thương chăm sóc họ, là đấng cung cấp cho nhu cầu của đời sống họ hàng ngày, là đấng có quyền năng để biến đổi cuộc đời của họ. Cho nên chúng ta muốn người ta gặp được Chúa để tôn thờ Chúa, vì Chúa xứng đáng cho họ được tôn thờ, nhưng cũng để cho họ được phước trong sự tôn thờ Chúa. Các vị thấy cái ý tôi muốn nói? Cái lý do mà chúng ta đi ra làm chứng đạo, lý do mà chúng ta đi truyền giáo khắp nơi là vì người ta không có tôn thờ Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta muốn đem họ trở lại để tôn thờ Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời xứng đáng được tôn thờ, và vì tôn thờ Đức Chúa Trời thì được phước hạnh cho đời sống của họ. Vì chúng ta thương họ, mà chúng ta vì chúng ta yêu kính Đức Chúa Trời nên chúng ta làm công tác chứng đạo và công tác truyền giáo. Qua sự thờ phượng Chúa thì người ta gặp được Chúa ở trong giữa cái sự khốn khổ của cuộc đời của họ. Khi người ta tôn thờ Chúa, họ được tiếp cận với cái quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng xem Thi Thiên thứ 29. Thi Thiên 29: Hỡi con cái của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Hãy trang sức bằng sự thánh khiết và thờ phượng Đức Giê-hô-va. Tiếng Đức Giê-hô-va vang trên mặt nước, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển, nổi sấm sét trên biển sâu. Tiếng Đức Giê-hô-va mạnh mẽ, tiếng Đức Giê-hô-va oai nghiêm. Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây ba hương, phải Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây ba hương của Li-ban. Ngài khiến núi Li-ban nhảy như bò con, Ngài khiến Syria nhảy như bò tơ rừng. Tiếng Đức Giê-hô-va phát chấm chớp sáng lòe. Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho hoang mạc rúng động, Đức Giê-hô-va làm cho hoang mạc Ca-đê rúng động. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến nai cái đẻ con, làm cho cây rừng trụi lá, trong đền Ngài mọi người đều reo lên, vinh hiển thay. Đức Giê-hô-va ngự trên nước luộc, phải Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi vua đến đời đời. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân Ngài, cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước bình an cho dân Ngài. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con xin Chúa Ngài ở với chúng con trong thời giờ này. Xin Chúa Thánh Linh là thần chân lý dắt chúng con vào trong lẽ thật của lời Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn cho mỗi chúng con, cho tôi tớ của Ngài, để chúng con cùng suy gẫm lời Chúa với nhau. Nguyện lời nói của môi miệng con và sự suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau được đẹp ý Cha. Và xin Cha ban cho chúng con ân lực của Ngài để chúng con có thể sống theo lời của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái thi thiên này gồm có ba khổ thơ hay là đoạn thơ. Thì câu 1, câu 2 là một khổ thơ, câu 3 đến câu 9 là khổ thơ thứ hai, và câu 10 và 11 là khổ thơ chót. Thì ba khổ thơ đó cho chúng ta biết được ba điều về việc thờ phượng Chúa. Điều thứ nhất là quý vị được mời để mà thờ phượng Chúa. Cho nên quý vị hãy tiếp nhận cái lời mời thờ phượng. Quý vị được mời gọi để thờ phượng Chúa, câu 1 và câu 2. Hỡi con cái Đức Chúa Trời, hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va. Hỡi con cái của Đức Chúa Trời. Con cái đây nói đến gia đình của Đức Chúa Trời, hãy những người thuộc về Đức Chúa Trời ở trên trời, ở dưới đất, hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Thật sự ra cái câu này tốt hơn được câu thứ hai phần B đó. Hãy nói rằng hãy thờ phượng Đức Giê-hô-va trong sự thánh khiết của Ngài. Hãy thờ phượng Đức Giê-hô-va trong sự thánh khiết của Ngài. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Hãy thờ phượng Đức Giê-hô-va trong sự rực rỡ thánh khiết của Ngài. Sự thánh khiết đây là sự thánh khiết của Đức Giê-hô-va. Và cái mệnh đề này thường được hiểu là nói về sự thánh khiết của người thờ phượng Chúa. Là chúng ta đến với Chúa thì chúng ta phải là người thánh. Đúng, chúng ta phải xét lòng mình trước mặt Chúa. Chúng ta phải chuẩn bị tấm lòng của chúng ta để đến để thờ phượng Chúa. Sự thờ phượng Chúa đòi hỏi một cái sự chuẩn bị từ con dân của Chúa. Chúng ta phải đến xin Chúa ban cho chúng ta có tấm lòng biết ơn Chúa, có sự kính trọng đối với Chúa, có sự
bén nhạy với tiếng phán của Chúa, có một sự nhận thức rõ rệt về sự hiện diện của Chúa với chúng ta, và trên hết là xin Chúa cho chúng ta được mặc lấy áo công chính của Chúa Jesus Christ, mặc lấy sự thánh khiết của Chúa Jesus Christ. Nhưng mà đó không phải là điều mà được nói ở đây. Nói ở đây là chúng ta phải tôn cao sự thánh khiết của Chúa. Sự tôn cao sự thánh khiết của Chúa. Chúng ta phải hiểu như thế. Chúng ta được kêu gọi để thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng Thánh. Đấng Thánh nghĩa là sao? Nghĩa là Ngài tách biệt khỏi chúng ta. Ngài không thuộc về hàng con người phàm của chúng ta. Ngài là Đấng mà chúng ta phải quỳ xuống để mà tôn thờ, vì Ngài là Đấng Thánh khiết. Thứ nhất, chúng ta được gọi để tôn thờ thờ phượng Chúa. Và thứ hai là mọi người được gọi, quý vị được gọi để mà tôn cao Chúa. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Vinh hiển và quyền năng. Cái từ vinh hiển trong nguyên tác Hy-ba-lai có nghĩa là sức nặng. Và tiếng Việt chúng ta qua tiếng Hán Việt đó thì chữ trọng có nghĩa là nặng, phải không? Trọng lượng là cũng là cái sức nặng nữa. Cho nên vinh hiển đây nói đến cái sự cao trọng của Chúa. Hãy tôn sự cao trọng cho Chúa, và quyền năng là nói đến cái sức mạnh của Chúa. Hãy nói đến cái sức nặng và sức mạnh của Chúa, sự tôn trọng của Chúa, quyền năng của Chúa. Tôn vinh hiển và quyền năng là nhìn biết cái sự quan trọng và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Một vị lãnh tụ, một vị vua hay một tổng thống của một đại cường quốc là một người quan trọng và có nhiều quyền thế. Tại sao quý vị làm việc ở trong một cái hãng lớn và khi người gọi là sếp lớn đến thì mình có cái sự tôn trọng? Tại vì ông có quyền, ông lớn mà, phải không? Thì cũng vậy, chúng ta có sự tôn trọng đối với người có quyền ở trên chúng ta, đối với lại cha mẹ, đối với lại thầy cô giáo, đối với lại những người cầm quyền ở trong thế giới này. Nói về phần tâm linh, về thể xác của chúng ta, nhưng phần tâm linh chúng ta phải tôn thờ Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh của vị vua của Thái Lan. Ông vua mới lên vua cũng còn trẻ lắm. Cái người mà ngồi trên ghế mà cúi đầu thật là cung kính đó, đó là một vị tướng Prem Tinsulananda. Ông 96 tuổi, nhưng mà đứng trước mặt vua, ông già yếu quá rồi, cho nên phải ngồi trên cái ghế. Chứ nếu mà ông chưa có phải là 96 tuổi là ông phải quỳ dưới đất giống như những quần thần khác. Có một sự kính trọng đối với vua. Có một người thuật cho tôi nghe rằng có một cái buổi diễn, một cái buổi để mà đón vua ở Thái Lan, thì bà là người Việt và đứng ra đó, khi mà vua đi qua, xe vua đi qua là không ai được nhìn hết, ai cũng phải cúi đầu xuống thế này. Và không biết tại sao mà khi mà đó dừng xe lại, rồi cái bà hoàng hậu bà là đi tới, mà ngay chính cái bà người Việt này, bà tới cái mà biểu ngước lên nói chuyện, cái lên là nói chuyện đi ra, là một cái vinh dự để mà được gặp hoàng hậu của Thái Lan. Rất là hiếm mà có sự xuất hiện của vua và hoàng hậu ở tại Thái Lan. Mà khi nào gặp vua, và đối nếu quý vị xem cái phim The King and I không, tức là ông vua đi tới đâu là người ta quỳ nọp xuống hết á. Có một bà được mời tới, bà là người Tây phương được mời tới để mà làm thầy dạy cho các con hoàng hậu của vua đó. Thì bà này là người Tây phương cho nên bà không có quỳ ông vua này. Thì ông vua này ông tức lắm. Nhưng mà thôi, ông cũng không biết nói sao. Ông nói là cái đầu của bà lúc nào cũng phải thấp hơn cái đầu của tôi. Không quỳ nhưng mà phải cúi xuống. Thưa quý vị, bà đó không biết điều. Trước mặt vua là phải có sự cung kính. Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa, chúng ta phải biết tôn thờ Ngài. Đức Chúa Trời là Chúa Tể của trời đất, là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa. Và quý vị phải nhận biết, phải biết tôn kính sự vinh quang và quyền năng của Ngài. Hãy tôn kính Chúa xứng đáng với lại danh Ngài. Đức Giê-hô, Đức Chúa Trời xứng đáng được quý vị tôn thờ. Mọi người cần tôn thờ Chúa. Như tôi đã nói, vì Ngài xứng đáng được tôn thờ. Và vì qua sự tôn thờ, người ta mới nhận biết Ngài là cao cả, là lớn lao, đầy quyền uy và năng lực, đầy tình yêu thương và sự thương xót, đầy sự công chính và sự công bằng, là Đấng có quyền để giải quyết tất
cả những nan đề ở trong cuộc sống, trong những rối rắm ở trong cuộc đời của họ, và có trọn quyền ở trên đời sống của họ. Và điểm thứ hai, ở trong cái khổ thơ thứ hai, thì chúng ta thấy rằng lời Chúa bảo quý vị hãy đáp ứng với sự mặc khải của vua của quý vị. Hãy trải nghiệm sự vinh quang của Chúa. Hãy trải nghiệm sự vinh quang của Chúa. Tiếng Đức Giê-hô-va vang trên mặt nước, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển nổi sấm sét trên biển sâu. Tôi có được xem một số những cái video clip ở trong Internet. Rất tiếc là tôi không xin được cái phép để mà chiếu cho quý vị xem. Nhưng mà quý vị ơi, có một người đang cầm cái máy thâu như vậy, cái trước mặt nó nói nữa, đừng một cái là điếng hồn. Nó là lông trời lỡ đất, tại vì sấm sét đánh xuống ngay trước mặt. Cái cây đang đứng như thế này thật là cao lớn, đến một cái là gãy làm hai, cháy lên. Rồi những cái thứ khác, quý vị tưởng tượng những cái cuộn mây nó cuộn thế này mà sấm sét nó làm cho chớp sáng cả cái cuộn mây lên rồi đánh xuống rầm. Là kinh hồn quý vị. Mà tác giả ở đây dùng cái hình ảnh đó, cái âm thanh đó để nói đến cái quyền năng của Chúa. Tiếng Đức Giê-hô-va vang trên mặt nước, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển nổi sấm sét trên biển sâu. Ở đây chúng ta cần phải phân biệt thiên nhiên và Đức Chúa Trời. Thiên nhiên không phải là Đức Chúa Trời. Người Việt chúng ta có một cái sự lầm lẫn giữa thiên nhiên và đấng tạo hóa. Tiếng Việt của chúng ta nó có nhiều cái từ đồng nghĩa. Cho nên khi còn nhỏ, bé của tôi nó rất là buồn cười khi mà nói ba, tức là ba là tôi, mà ba cũng là con số ba nữa. Rồi nói là má, là mẹ của nó, mà cũng là cái má nữa. Cho nên đánh má là không phải đánh mẹ nó, mà đánh má của nó. Cho nên khi mà chúng ta nói là trời mưa, trời nắng, hay là người ta có khi người ta dùng là ông trời mưa, ông trời nắng, có khi nói là nó mưa, nó nắng. Cái đó là nói về thiên nhiên, không phải là nói về đấng thiêng liêng, là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa. Đức Chúa Trời cầm quyền ở trên thiên nhiên, Ngài làm nắng, làm mưa, chúng ta biết điều đó. Chúa có quyền, Chúa quản trị trên tất cả. Ngài làm nắng, làm mưa, Chúa giữ lại thì trời không mưa, mà Chúa ban cho mưa thuận gió hòa, thì đó là quyền năng của Chúa, Chúa ban cho. Nhưng mà đừng có lầm tưởng giữa mặt trời, cái mặt trời đó là ông trời đó, hay là nói là chân trời, đó là quý vị hiểu cái bầu trời với lại mặt trời, với chân trời, với trời nắng, trời mưa, khác với lại Đức Chúa Trời là đấng cao cả mà chúng ta tôn thờ. Tiếng Đức Giê-hô-va, phân biệt đó với lại cái tiếng sấm. Mặc dù ở đây nói rằng Đức Giê-hô-va vang trên mặt nước, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển nổi sấm sét trên biển sâu, Ngài là đứng sau những cái hiện tượng đó. Ngài không phải là những hiện tượng đó. Câu 3 đến câu 9 mô tả một trận mưa giông tiêu biểu tại vùng biển Palestine. Cơn giông kéo từ vùng biển sâu của Địa Trung Hải ở phía Tây, và ngồi đó bây giờ có mây vần vũ lên và kéo vào. Đức Giê-hô-va là đấng sấm sét ở trong cơn giông bão này, Đức Chúa Trời vinh quang. Sự xuất hiện và tiếng nói tố hầu của Đức Chúa Trời không phải là ở trong cái cơn giông gió bão quý vị, nhưng mà cái sự xuất hiện rõ rệt cái tiếng nói của Đức Chúa Trời mà cho chúng ta được thấy, đó là ngôi lời đến từ Đức Chúa Trời. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Tiếng nói của Đức Chúa Trời đây chính là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là sự vinh quang của Đức Chúa Trời đã hiện ra đến với con người chúng ta. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời vinh quang, đã thành một người để chúng ta có thể ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Chúa Giê-xu lớn hơn cả những cái tiếng sấm sét, những lớn hơn những cái tia sấm sét. Mặc dầu đối với chúng ta điều đó quá khiếp, quá kinh khiếp, phải không quý vị? Nếu mà đây mà chúng ta đứng ở giữa một cái đồng không mà rồi sấm sét nổi lên, chúng ta run sợ. Và chỉ cần đánh một cái là mình
tiêu đời. Nhưng Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, Ngài đến trong một hình hài của một em bé. Tiếng của Đức Giê-hô-va không phải chỉ là tiếng sấm sét mà thôi, nhưng tiếng của Đức Giê-hô-va là tiếng nhỏ nhẹ. Khi Môi-se muốn thấy được sự vinh quang của Chúa, Chúa đem ông lên trên núi Horeb và Chúa để ông ở trong một cái bọng đá, rồi có những cái cơn gió, những cái động đất, tất cả những điều đó, nhưng Đức Giê-hô-va không trong đó. Rồi khi mà sau hết tất nhiên đó có một cái tiếng nhỏ nhẹ đến với lại ông Môi-se, thì thưa quý vị, Chúa cho chúng ta có thể nghe được tiếng nhỏ nhẹ Chúa phán với chúng ta bởi Thánh Linh của Chúa ở trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta làm một cái điều gì đẹp lòng Chúa, Chúa khích lệ, à hôm nay con đến với ta và cầu nguyện với ta, điều đó làm cho ta vui lòng. Khi chúng ta làm một cái điều gì sai, Chúa nhắc chúng ta, con làm điều đó là sai, con hãy xin lỗi chồng, hãy xin lỗi vợ, xin lỗi con, hãy xin lỗi cha mẹ. Chúa nhắc chúng ta bằng tiếng nhỏ nhẹ ở trong lương tâm của chúng ta. Chúa làm cho lương tâm của chúng ta được bén nhạy. Chúa làm cho sự suy nghĩ hiểu của chúng ta được trở nên sáng suốt. Trải nghiệm được sự vinh quang của Chúa qua Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta cũng trải nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời. Câu 7 nói tiếng Đức Giê-hô-va phán trong sức lòe. Văn đoạn 1 câu 14 nói là ngôi lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đang ngắm xem hay là chiêm ngưỡng vinh quang Ngài. Thật là vinh quang của con một đến từ nơi Cha. Quý vị có chiêm ngưỡng được điều đó chưa? Chúa kêu gọi hãy chiêm ngưỡng sự vinh quang của Ngài qua Chúa Giêsu Christ. Hãy suy nghiệm đến Chúa Giêsu Christ. Hãy đến với Chúa Giêsu Christ. Hãy đọc lời Chúa để mà nhìn biết được Chúa Giêsu Christ. Quý vị ơi, chúng ta càng đọc các sách tin lành, chúng ta càng thấy được Chúa Giêsu Christ gần gũi với chúng ta, nhìn thấy được sự cao trọng của Chúa và nhìn thấy được Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ, vì Đức Chúa Giêsu Christ chính là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa chúng ta. Và rồi hãy trải nghiệm quyền năng của Chúa. Câu 4 nói rằng tiếng Đức Giê-hô-va mạnh mẽ, tiếng Đức Giê-hô-va oai nghiêm, tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây bá hương, phải Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây bá hương của Li-ban. Ngài khiến núi Li-ban nhảy lên như bò con, Ngài khiến núi Si-ri-ô nhảy như bò tơ rừng. Câu 5 nói là tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây bá hương, rồi phải Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây bá hương của Li-ban. Thì giống như mà ở Mỹ đây chúng ta nói là sấm sét làm gãy một cái cây Sida. Quý vị biết cây Sida rất là lớn, khổng lồ phải không? Và nói là cây Sida mà không phải là cây Sida nào thường, mà cây Sida ở tại Yosemite, California. Cái cây Sida mà đứng vòng quanh nó 10 người nắm tay nhau mới hết được cái thân của nó. Và nó cao ngất gấp 10 lần những cái cây thông bình thường. Mà bây giờ sấm sét đánh xuống, bam, và gãy cái cây đó. Thấy khủng khiếp không? Đó là ý muốn nói trong câu số 5 này. Rồi câu thứ 6, câu thứ 7, câu 8, tiếng Đức Giê-hô-va làm cho hoang mạc rúng động. Đức Giê-hô-va làm cho hoang mạc Ca-đê rúng động. Thiệt, nếu quý vị nào đã ở trong một cái cơn giông tố rồi thì mới biết nó rúng động là như thế nào. Cảm ơn Chúa kỳ vừa rồi bão Irma nó không qua chúng ta, nó không làm cho chúng ta bị sao, cho những người nào ở trong cái cơn đó là rúng động. Một cái điều mà tôi nghe trong kỳ bão vừa rồi lạ là sau cái cơn bão đó, những người nào mà đi di tản á thì nói lần sau có bão là không có đi nữa, tại đi cực quá. Mà có những người nào mà ở lại á thì nói là lần sau có bão là chắc nhìn phải đi. Tại vì là ở lại họ trải qua những cái cơn khủng khiếp quá, cho nên họ không dám ở lại nữa, nhất là những người bị cái tâm bão đi ngang qua những nơi họ sống đó. Kinh khiếp quý vị, cái quyền năng của thiên nhiên cho chúng ta thấy được một phần nhỏ nào quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời. Tiếng Đức Giê-hô-va sấm sét vừa mạnh mẽ vừa oai nghiêm, sự xuất hiện của Chúa trong sự vinh hiển và quyền năng và oai nghiêm này là cái dịp để mà người ta tôn vinh quang và năng lực cho Đức Giê-hô-va như đã được kêu gọi ở trong câu 1 và câu 2. Tiếng sấm của cơn bão kế đến được nghe vang ầm ầm ở tại trên núi Li-ban, rồi qua đồng bằng Syrian, rồi đi ra ngoài hoang mạc của tại Syria.
đi ngang qua núi Hạt Môn, tiếng sấm sét chớp nhoang, chớp sáng choang kèm với cái cơn bão ở trên cái rặng núi, thật là một cái điều phải nói rằng đem lại một cái sự và là khiếp sợ. Mà trong trong cái sự khiếp sợ đó có cái sự kính trọng nữa. Ông mục sư Mỹ, không phải tại đây mà một vị mục sư mà ông kể thật lại, ông nói ông có thằng con nó đang nhảy nhảy chơi chơi ở trong trong phòng khách, tự nhiên cái có một cái cơn sấm nó đóng tới cái rầm một cái nó bật ra, nó lộn nhào một cái nằm dài ở trên đất, cái nó ngẩng đầu lên nó kêu wow. Là như vậy đó, là tiếng Anh nó gọi là awesome, là so awe, cái cảm, một cái cảm xúc mà tôi không biết dùng cái từ gì để mà có diễn tả được. Không phải là kinh khiếp, không phải là sợ sệt, nhưng mà thấy cái quyền năng quá lớn lao, cho nên một có một cái cảm xúc kính sợ đối với quyền năng, đối với sự lớn lao của Đức Chúa Trời. Cơn giông bão này làm cho mùa thu trụi lá, và những người ở trong đền thờ thì có tiếng reo vang: vinh hiển thay, vinh hiển thay, glory, glory. Giống như mà chúng ta thấy người ta ở trong cái stadium bự như vậy á, mỗi lần mà đội binh của mình, đội banh của mình mà thấy banh vô mà nó lọt ra cái bóng rổ đó, lọt vô một cái là hoan hô, phải không? Thì ở đây cũng vậy, một cái lần mà sấm sét một cái, người ta không có sợ mà người ta hô lên glory, hoan hô, hay là vinh hiển thay, vinh hiển thay. Và đền thờ là nơi các thiên sứ ngày đêm tung hô sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Và quý vị cũng được kêu gọi để đồng hòa với các thiên sứ tung hô sự vinh quang của Chúa. Tác giả của Thi Thiên 29 này thấy sự vinh quang của Chúa và quyền năng của Chúa ở trong cơn giông bão. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy được vinh quang của Chúa trong bất cứ một sự việc nào ở trong thiên nhiên, trong bất cứ một biến động nào ở trong lịch sử, chúng ta đều thấy cái sự vinh quang của Chúa. Có chuyện rất là nhỏ, chúng ta ngẫm nghĩ chúng ta thấy được sự vinh quang của Chúa. Đằng sau nhà tôi có trồng cây đu đủ. Từ đầu nó nhỏ nhỏ lớn lên, cái từ đầu nó ra cái bông. Rồi hồi cái rụng cái bông nó ra cái trái, trái nhỏ xíu từ từ nó lớn. Rồi nó lớn cái bắt đầu nó ươm ươm vàng vàng. Mình hái vô cái nó chín. Nó, ủa? Mà nó đó là cái tiến trình thiên nhiên. Nhưng mà thưa quý vị, đó bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúa ban cho nó có sự sống và Chúa đã sắp đặt như thế cho nên nó mới lớn lên rồi nó mới bao ra bông ra trái được. Quyền năng của Đức Chúa Trời. Cho nên bất cứ một chuyện gì chúng ta nhìn chúng ta thấy quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thấy symbiotic, tức là cái giống, một cái giống này nó cùng với giống kia nó hòa hợp với nhau, chúng ta thấy lạ lùng lắm. Có những cái cây mà chỉ có một loại dơi nó hút cái nhụy của cái bông đó thôi, không một cái loại nào khác. Mà cái dơi đó nó, cái ống nó dài, cái dơi đó nó phải có cái mõm dài như thế này để mà nó thể hút được ở trong đó. Những con dơi khác thì cái mõm ngắn lắm, không có thấy, không có thể hút được. Mà con dơi này, loại dơi này đặc biệt nó hút được. Tức là Chúa tạo gì nó, chúng ta chỉ thấy như vậy thôi. Mà nó không có con dơi đó thì cái loại cây đó sao không tồn tại. Mà không có loại cây đó thì loại dơi này cũng không tồn tại. Chúa làm như vậy, chỉ chúng ta chỉ suy nghĩ như vậy, nó không phải là sấm sét cho làm chúng ta kinh khiếp, mà chúng ta cũng thấy được quyền năng, sự la lùng của Đức Chúa Trời làm ở trong cái sự tương tác giữa hai cái loài hoàn toàn khác nhau, một loài cây và một loài dơi, một loài động vật, một loài thực vật. Chúng ta thấy được quyền năng của Chúa, sự vinh quang của Chúa. Và bất cứ khi nào quý vị cảm nhận được sự vinh quang của Chúa thì hãy tôn thờ Chúa, hãy thờ phượng Ngài. Đức Chúa Giêsu đã đến trong trần gian ở trong vinh quang để thực hiện mọi điều cần thiết để đem lại sự cứu rỗi cho chúng ta. Sáng hôm nay chúng ta dự lễ tiệc thánh. Đó bày tỏ được sự vinh quang của Chúa, cái sự tốt lành của Chúa, tình yêu của Chúa, sự nhân từ của Chúa, nhưng cũng bày tỏ ra cái sự thánh khiết của Chúa, sự công chính của Chúa. Chúa rất là ghét tội, tội lỗi phải bị đoán phạt. Nhưng mà Chúa cũng bày tỏ tình thương của Chúa, là Chúa rất là thương những người, con người mặc dầu họ có tội, cho nên Ngài bằng lòng chịu chết thay để cứu con người ra khỏi tội. Bày tỏ ra sự vinh quang của Chúa.
Và Kinh Thánh nói trong Matthew đoạn câu 24, câu 30 nói rằng Chúa sẽ lấy đại quyền, đại vinh mà ngự trên mây trời mà đến. Sự vinh quang của Chúa sẽ được bày tỏ khi Chúa Giêsu Christ trở lại. Khi Chúa ở trên đất này thì chúng ta thấy được vinh quang của Chúa, khi chúng ta chiêm nghiệm Chúa mà chúng ta mới thấy được tình yêu thương của Chúa, chúng ta mới thấy được sự công chính của Chúa, chúng ta mới thấy sự nhân từ của Chúa, sự thương xót của Chúa, chúng ta mới thấy công lý được thực hiện. Nhưng Chúa đã che khuất cái sự vinh quang của Chúa khi mà Chúa làm người. Khi mà gặp Chúa Giêsu thì cũng giống như bất cứ một người nào khác, cũng giống như một người khác cũng đói, cũng mệt, cũng ngủ, cũng ăn như mọi người. Nhưng mà những người nào có con mắt thuộc linh sẽ nhìn biết rằng Chúa Giêsu không phải chỉ là một người, Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời mà quỳ gối xuống mà tôn thờ Ngài. Nhưng mà Chúa Giêsu Christ đã chết và đã sống lại, Ngài trở về lại với Đức Chúa Trời, ngự bên hữu Đức Chúa Trời, trở lại với vinh quang của Chúa. Và Kinh Thánh câu này nói rằng Ngài sẽ lấy đại quyền, đại vinh mà đến. The Son of Man coming on the cloud of heaven with power and great glory. Ngài sẽ lấy vinh quang của Chúa mà sẽ trở lại để đoán xét mọi người ở trên đất, sẽ làm vua cai trị ở trên mọi dân mọi nước. Và Matthew đoạn 24 câu 30 cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Christ sẽ trở lại. Ngài sẽ trở lại. Ngài đã chết, đã sống lại, đã thăng thiên. Nhưng chúng ta trông mong Chúa trở lại trong vinh quang, chúng ta sẽ được hưởng vinh quang với Ngài. Và điểm thứ ba là lời Chúa kêu gọi chúng ta, kêu gọi quý vị hãy xác chứng sự cao cả của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng đang cầm quyền cai trị ở trên sự hỗn độn của đời sống của quý vị. Ở đây có ai có một đời sống gặp nhiều sự rối ren không? Tình duyên trắc trở? Có ai không? Có ai đây là công ăn việc làm khó khăn, bề bộn? Chắc có. Có người công việc đang hanh thông, mà có những người khác thì công việc cũng khó khăn. Có ai đây sức khỏe đang bị có vấn đề không? Suy kém. Và Kinh Thánh nói rằng Đức Giê-hô-va ngự trên nước luộc cuồn cuộn chảy đến, giống như là không có gì có thể ngăn trở được nó hết. Nhưng mà Kinh Thánh nói là Đức Giê-hô-va ngự ở trên nước luộc, nghĩa là sao? Chúa cầm quyền trên nó, nó nằm ở dưới cái sự kiểm soát của Chúa. Cho nên thưa quý vị, tất cả những cái gì đó giống như những cơn luộc, những cơn bão nó xảy đến trong cuộc đời của quý vị, tình duyên trắc trở hay là công an việc làm khó khăn hay là gia đình gặp căng thẳng hay là gì đi nữa, mình tưởng mình không điều khiển được, nhưng mà tất cả đều ở dưới sự kiểm soát của Chúa Trời. Tất cả Chúa ngự ở trên dòng nước luộc quý vị. Chúa cầm quyền ở trên tất cả. Sức mạnh của thiên nhiên thật là khủng khiếp, nhưng tất cả những năng lực đó đều nằm ở dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Cái cơn bão Irma thật là khủng khiếp, nhưng mà nằm dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Có lẽ những khó khăn rối loạn trong cuộc sống quý vị ập đến như là cơn ba đào, như là vũ bão, nhưng không vượt khỏi tầm tay kiểm soát của Đức Chúa Trời chúng ta. Và thứ hai là Chúa có quyền ở trên trọn cuộc đời của quý vị. Chúa cầm quyền ở trên cuộc trọn cuộc đời của Đức quý vị. Phải Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi vua đến đời đời. Ngài ngự trên ngôi vua Đức Chúa Trời, không ai có thể trút phế được Chúa. Nhiều người thì muốn trút phế Chúa khỏi cuộc đời của họ. Họ muốn làm chủ cuộc đời của họ, họ muốn làm vua cuộc đời của họ, họ không muốn tôn thờ Đức Chúa Trời, họ không muốn ai làm Chúa, làm chủ trên cuộc đời của họ hết. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa là đấng ngự ở trên ngai của Ngài đời đời, và tất cả mọi người đều phải quỳ phục ở trước mặt Chúa. Mọi lưỡi phải tôn xưng Chúa Giêsu Christ là vua mà tôn vinh, Đức Chúa Trời là đấng chí cao. Đức Chúa Trời không chỉ ngự ở trên nước luộc, ở trên dòng tố, sóng gió, bão bùng, nhưng Ngài cầm quyền cai trị trên toàn vũ trụ, trên tất cả mọi sự và trên cuộc đời của quý vị. Đức Chúa Trời cầm quyền trên tất cả, hãy giữ vững lòng tin ở nơi Ngài. Chúng ta xác chứng sự cao cả của Chúa. Ngài là đấng, là vua trời đang cầm quyền cai trị, mà Ngài cũng là đấng ban cho. Ngài là đấng ban cho. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân Ngài. Chúa là đấng sẽ ban sức mạnh cho quý vị đó quý vị. Quý vị thấy mình yếu đuối quá,
không làm được gì hết, bất lực bất năng, không có khả năng nói năng, không có khả năng để bày tỏ được tình yêu thương như ước muốn của mình. Nhưng mà Chúa là đấng toàn năng, và đấng ở trong quý vị, Chúa làm việc qua quý vị. Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân Ngài. Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân Ngài. Lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô cho các tín hữu ở tại Ê-phê-sô: tôi cầu Ngài tùy sự phong phú của vinh quang Ngài ban cho anh em năng lực bởi Thánh Linh, để con người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ, và bởi đức tin đấng Christ ngự ở trong lòng anh em. Cái con người bên trong được mạnh mẽ, có nội lực đó quý vị. Người ta tu tập khí công hay là gì đó cho nó gọi là có sự mạnh mẽ bên trong. Nhưng mà chúng ta là những người có Chúa ngự ở trong chúng ta. Chúng ta có sức mạnh của Chúa từ ở bên trong. Cho nên chúng ta có thể đối diện với hoàn cảnh của cuộc sống. Chúng ta đối diện với tất cả những khó khăn xảy đến, tất cả những sự bắt bớ chống đối của người đời, với những sự yếu đuối của chính bản thân của mình. Vì chúng ta có Chúa ở trong chúng ta. Chính Chúa là sức mạnh của chúng ta. Cuộc đời chúng ta xây chung quanh Chúa. Chúa ban cho chúng ta linh ăn năng lực của Ngài, sức sống của Chúa. Và điều thứ hai mà Chúa ban cho quý vị và tôi là Chúa ban sự bình an cho quý vị. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước bình an cho dân Ngài. Thứ nhất là năng lực, sức mạnh. Thứ hai là sự bình an. Có sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời quý vị, quý vị có sức mạnh. Và quý vị có sự của Chúa hiện diện ở trong cuộc đời quý vị thì quý vị có sự bình an. Nhờ quyền năng và vinh quang của Đức Chúa Trời mà quý vị kinh nghiệm được sự bình an, vui mừng, sự yêu thương, niềm hy vọng cho cuộc sống. Chúa hứa khi Chúa lìa qua đời này, Chúa nói rằng: ta đi, ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của ta cho các con, sự bình an của ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Sự bình an của Chúa là sự bình an không phải là vì không có sóng gió, nhưng mà giữa cơn sóng gió. Thế gian ban cho sự bình an là khi không có chiến tranh thì mới có hòa bình. Nhưng mà sự bình an Chúa ban cho là ngay giữa chiến tranh chúng ta có sự hòa bình. Vì chúng ta có sự hòa bình với Đức Chúa Trời, và chúng ta có sự hòa bình với mọi người chung quanh, và chúng ta có sự hòa bình với chính bản thân của mình. Qua sự lời dạy dỗ của lời Chúa hôm nay thì chúng ta phải làm gì? Thứ nhất là chúng ta phải có sự tin tưởng. Tin tưởng rằng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo cõi thiên nhiên này. Và Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong cõi thiên nhiên. Nhìn cõi thiên nhiên chúng ta biết được về Đức Chúa Trời. Không phải biết trọn về Đức Chúa Trời. Điều đó đòi hỏi sự mặc khải của Chúa Giê-xu Christ. Nhưng thiên nhiên mặc khải cho chúng ta biết về quyền năng và sự khôn ngoan của Chúa Trời. Thứ hai là chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền ở trên cõi tạo vật, trên tất cả mọi sự. Và thứ ba là Đức Chúa Trời là đấng ban năng lực và sự bình an cho chúng ta. Và đứng trước điều đó chúng ta cảm thấy kính sợ. Kính sợ trước sự vinh quang và quyền năng của Chúa. Và điểm thứ hai nữa là chúng ta có một sự khao khát. Quý vị biết khao khát gì không? Khao khát Chúa trở lại để chúng ta được ngắm xem sự vinh quang của Ngài. Để chúng ta được sống ở trong sự hiện diện vinh quang của Chúa. Để chúng ta thấy được nhiều điều tuyệt vời mà chúng ta chưa thấy ở trên trần gian này. Và thứ ba là chúng ta đều phải thực hiện là chúng ta hãy tôn thờ Chúa khi nhìn thấy được sự vinh quang của Chúa trong cõi thiên nhiên. Ở trong Chúa Giê-xu Christ, ở trong lời của Ngài. Hãy tôn cao và sự vinh quang và quyền năng của Chúa. Và thứ ba là kêu gọi mọi người hãy tôn thờ Chúa. Để thêm một cái thời giờ để nhấn mạnh tới điểm này. Hãy kêu gọi mọi người tôn thờ Chúa. Chúng ta đã tôn thờ Chúa rồi. Nhưng mà những người khác họ chưa biết rằng Chúa là đáng cho họ tôn thờ. Chúng ta cần phải nói cho họ biết. Ngài là vua trên muôn vua, là Chúa tể của muôn loài. Hãy tôn thờ Chúa. Và tôn thờ Chúa thì được hưởng quyền năng của Chúa và bình an của Ngài. Chúng ta nói cho mọi người, Thi Thiên 96 câu 3 nói rằng: hãy thuật lại vinh quang Ngài giữa các nước, công bố việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân. Chúng ta không giữ đó riêng cho cá nhân chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho dân tộc của chúng ta, mà chúng ta muốn nói về Chúa cho mọi dân, mọi nước.
Hãy thuật lại sự vinh quang Ngài giữa các nước, công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân. Ê-sai 12 câu 4, hãy cho các dân tộc biết công việc của Ngài, hãy nhắc nhở họ nhớ rằng danh Ngài đáng được tôn cao. Danh Ngài đáng được tôn cao, Đức Chúa Trời đáng được mọi người tôn thờ. Ông mục sư John Piper thì ông trong một bài giảng của ông nói như thế này: truyền giáo và chứng đạo là cách chúng ta nói niềm vui của Đấng Christ không phải là một đặc ân của một cá nhân, một bộ lạc, một quốc gia hay một dân tộc. Niềm vui đó dành cho mọi người. Đó là lý do chúng ta ra đi, vì chúng ta đã nếm trải niềm vui của sự thờ phượng Đức Giê-hô-va, và chúng ta cùng tất cả các gia đình trên đất cũng hưởng, muốn tất cả các gia đình trên đất hưởng được niềm vui đó. Chúng ta muốn tất cả các gia đình ở trên đất hưởng được niềm vui đó. Đó là lý do mà chúng ta truyền giáo. Nếu mọi người mà tôn thờ Chúa thì chúng ta cùng với họ tôn thờ Chúa, phải không? Nhưng tại vì họ chưa tôn thờ Chúa cho nên chúng ta làm công việc Chúa. The reason for mission is that people don't worship God. Lời Chúa trong Thi Thiên 22 câu 27: khắp trái đất sẽ nhớ, khắp trái đất sẽ nhớ và trở về cùng Đức Giê-hô-va, họ hàng muôn dân sẽ thờ lạy trước mặt Ngài. Đó là khải tượng mà Chúa ban cho chúng ta. Không phải chỉ những người Việt tại Nam Florida được biết Chúa, nhưng mà họ hàng muôn dân được biết đến Chúa. Amen. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha chí thánh của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương. Và Ngài đã yêu thương chúng con, và chúng con đã nếm trải được sự vinh quang của Chúa, và chúng con muốn rao ra về sự vinh quang của Chúa cho mọi dân mọi nước. Xin đổ đầy chúng con với thần linh của Ngài, ban cho chúng con quyền năng và sự bình an để chúng con có thể thực hiện điều mà Chúa đã dạy chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.